Hello, chào các bạn. Thì lâu lắm rồi mình không chơi vị tướng Superman, anh chàng xịp đỏ bay phấp phới. Nhưng mà trận đấu này thì vẫn tất nhiên là xịt trắng bay phấp phới anh em ơi. Với cái bộ trang phục là chúa tể công lý, chuyên đi thực hành công lý đấy anh em ơi. Đây là vị tướng rất khó pick ở mức danh từ kim cương trở lên khi mà nó bị auto cấm cùng vị tướng Timmy. Đấy. Ok. Mặc dù Superman rất là mạnh, khả năng hack đam bá đạo, nhưng mà hiện tại thì chúng ta đánh Superman không thể hổ báo cáo trồn như trước được nữa em ơi. Bởi vì bây giờ các bạn ấy đã biết sức mạnh của Superman rồi. Thứ nhất là cấm Superman và nghiên cứu rất kỹ về vị tướng này. Bởi vì Superman chỉ cần anh em bị khống chế, bị làm chậm ở trong cái trạng thái phi hành thì sẽ rất là nguy hiểm, không thể tung chiêu được. Con này không có trạng thái bay, trạng thái phi hành thì sẽ rất là yếu anh em ơi. Ok, và lâu lắm rồi thì theo cầu của rất nhiều các bạn, mình lại làm một cái lối trang bị mới cho Superman cùng bản ngọc tốt để các bạn dùng Superman leo danh và gọi là phá đảo team bạn một cách dễ dàng. Ok, như vậy khi nha anh em, trước hết là phải dùng cách đánh đã. Combo cấu rỉa nhẹ nhàng, các bạn dùng nên dùng là chiêu 2, chiêu 1. Ở trạng thái phi hành thì mình dùng chiêu 2 thì nó sẽ hất tung được địch xung quanh và làm choáng nhá, rất là khó chịu luôn. Rồi sau đó các bạn được tăng tốc chạy thì các bạn áp sát được địch là dùng chiêu 1 rồi lại chạy đi. Đấy. Rồi tiếp tục chạy vào trạng thái phi hành. Sau đó thì lại tung combo. Một là tung combo hoặc là một tung chiêu 1 để kết thúc tướng địch. Bởi vì lượng sát thương của combo của cái tướng Superman nó vô cùng khổng lồ anh em ơi. Đấy. Combo cấu rỉa nhẹ nhàng thế thôi. Vô cùng đơn giản và hiệu quả. Đấy, khi có trạng thái phi hành không có chiêu thức thì anh em đánh thường thôi thì cũng có thể gây sát thương vật lý rất là lớn luôn. Rồi ok, đánh thường có mạng. Rồi, chiêu 1 làm chậm rất tốt anh em ơi. Đấy. Rồi, tốc biến lên. Thực sự thì mình vẫn khoái cái phong cách tốc biến hơn. Bởi vì các bạn thấy đấy, chiêu 2 của Superman, người đàn ông thép, cái chiêu này sẽ giúp Superman hóa giải hiệu ứng khống chế. Đấy, và tăng tốc chạy rất là nhiều. Thực sự thì cái chiêu này thì nó lợi hại hơn cái thanh tẩy. Đấy, thành ra là các bạn cầm thanh tẩy thì nó có một chút gì đó thì khá an toàn đi. Ok, một phát phi hồ tới anh em ạ. Đúng là lâu không đánh Superman rồi thì cái trình độ định hướng thì nó giảm chút xíu anh em ạ. Nghĩa là như các bạn thì thôi. Lâu mà không dùng, lâu không sử dụng võ thuật thì cái võ công của các bạn sẽ giảm đi rất nhiều. Không sao, chạy một tí nữa là mình sẽ quen tay thôi. Khi có level 4 thôi thì các bạn dùng combo như sau, đơn giản hiệu quả anh em ạ. Nghĩa là một là cánh anh em vòng ra sau tướng địch, dùng chiêu cuối đẩy tướng địch vào tường, đẩy tướng địch vào trụ team mình. Đấy. Thôi chắc là mất dòng phần này rồi. Sau khi đẩy tướng địch vào tường chiêu mình thì dùng chiêu 1 nhá. Sau khi dùng chiêu 1 rồi sẽ làm chậm tướng địch và anh em sẽ tiếp tục chạy, rồi dùng chiêu 2, rồi dùng chiêu 1. Nói chung là đánh thường liên tiếp đến khi các bạn có trạng thái phi hành. Khi có chiêu thức thì anh em lại đánh thường. Đấy, khi có chiêu thức thì dùng chiêu 1 hoặc là dùng chiêu 2 tùy vào khoảng cách nhá và lượng máu tướng địch. Tấu rỉa thì dùng chiêu 2, chiêu 1, còn kết thúc thì dùng chiêu 1 chết luôn. Ok. Không có chiêu thức đánh thường, không có chiêu thức quay chạy đánh thường. Nó rất là khó chịu anh em ạ, chạy như thế thì có thể là các bạn có thể đẩy tướng địch vào trụ mà cái sự khó chịu của cái chiêu thức của Superman thì anh em đều biết rồi anh em ạ. Đấy. Nghĩa là vị tướng này rất mạnh đầu game nên các bạn phải phát huy tối đa cái khả năng ganh của Superman ở thời điểm đầu game, mà cố gắng cấu rỉa thật nhiều máu rồi có thể là băng trụ giết địch cũng rất là dễ dàng. Đấy, ok, băng trụ thì quá dễ thôi. Con này băng trụ giết địch rất là dễ nha anh em ơi. Đấy, các bạn cứ dùng chiêu 2, chiêu 1 thế thôi. Ở trạng thái phi hành rất là bá đạo luôn. Và lượng đam thì nó khỏi phải bàn rồi. Đây là vị tướng có khả năng hack đam bá đạo của trò đường tương bay anh em ơi. Chính vậy nó mới bị cấm chứ chẳng là chẳng phải ngẫu nhiên mà vị tướng này bị cấm đâu. Nhưng bây giờ các bạn đánh Superman không thể quá hổ báo được nhá.
Bởi vì mọi người thì đều biết sức mạnh của tướng này rồi, bây giờ tìm cách khắc chế. Về team bạn Big Alice thì chắc chắn để khắc chế Superman ở thời điểm giữa game và cuối game anh em ơi. Đấy. Mình cứ cấu rỉa combo nhẹ nhàng thôi, nửa cây máu. Đó. Quá đơn giản thôi. Tiếp tục nha, mình sẽ đẩy thanh niên này vào trụ. Ok, thanh niên có làm chậm anh em ạ. Ok, tiếp tục đẩy này. Rất là trâu anh em ơi. Thực sự thì Malok team bạn rất là trâu. Thôi tốc biến chạy thôi. Combo giao tranh tổng cấu rỉa khi không có chiêu cuối, mình vẫn thích dùng là chiêu 2, chiêu 1. Đấy các bạn thể thấy. Phá tan đội hình team bạn rất là dễ dàng. Ok. Trang bị mình để bên dưới nhá. Còn bằng ngọc Superman thì các bạn ép như sau: ngọc đỏ có vật lý xuyên giáp, ngọc tím thì sẽ là máu tối đa, hồi máu và tốc chạy. Ngọc lục thì là không vật lý xuyên giáp, như vậy mình sẽ có đến 100 xuyên giáp. Đấy. Trang bị thì mình sẽ lên một cách khác theo khi cho với lần trước anh em ơi. Bởi vì các bạn chơi lần trước là đồ phế rồi, các bạn thử test đồ mới này xem có phế không nhá. Nhưng mà thực sự thì Superman để đấu danh thì cũng rất là khó, bị auto cấm mà. Nhưng mà đánh Superman khi các bạn pick được vào danh ý, thì các bạn phải luyện tập đánh thường liên tục nhá, thì mới pick vào danh. Bởi vì tướng này không phải bị tướng đánh dễ. Đấy, ok. Cái phát này thì đánh thường đẩy lùi này, chưa một thì làm chậm này. Đó, chắc chắn Alice chết rồi anh em ơi. Ở con này thì anh em cố gắng là vòng ra sau tướng địch để đẩy lùi và hoặc đẩy vào tường nhá, thì nó mới mạnh được. Tướng đừng đẩy thẳng vào trụ địch nhá. Các bạn sẽ bị chết sắp mặt luôn. Ok. Toàn những tướng có khả năng phá chiêu của Superman thôi. Rất là ghê gớm. Nói chung là cố gắng làm thế nào mà ép team địch để kết thúc trận đấu sớm anh em ạ, càng sớm càng tốt. Rồi. Ok. Hàng chàm kìa. Và chắc chắn bạn này có chạy được không? Bây giờ nó y choáng kìa. Đó, đánh thường chưa một phát. Chết luôn anh em ạ. Dừng team bạn thì phế rồi anh em ơi. Ở con này thì đam tay rất là bé nhưng mà đang kỹ năng rất là cao, chính vậy các bạn cứ có trạng thái phi hành và tung kỹ năng thôi, đánh hết sức đơn giản và hiệu quả. Rồi thanh niên phải về trụ rồi. Ở đánh Superman thì chạy và chạy anh em, chú ý một điểm nữa, nó là carbon dây Hermes chỉ mạnh ở thời điểm đầu game và giữa game. Lên game thì chắc chắn chúng ta phải đổi cái giày kiên cường rồi. Mười sáu năm và Superman đã rất là xanh rồi em ơi. Ok, và team địch đã đầu hàng không để đến thời điểm late game. Thực sự late game đánh cũng rất là khó, bởi vì late game là thời điểm Superman nó yếu đi rồi. Ok, video clip mình chơi Superman đến đây hết rồi. Tất cả tần kinh nghiệm của mình về Superman đã truyền đạt đến các bạn rồi. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.